Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách sử dụng khóa thông minh của xe Lít 2020, cũng như là bật tắt âm mở khóa và điều chỉnh kiểu kêu tìm xe, âm lượng tìm xe. Thì ở video này mình xin hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh độ nhạy chống trộm của dòng xe Lít phiên bản cao cấp và đặc biệt nhé. Thì ở cái phiên bản tiêu chuẩn nó không có cái chức năng chống trộm đấy đâu các bạn. Các bạn có thể nhìn ở cái chìa khóa này. Đấy, các bạn có thể để ý là cái máy mình nó hơi mở, rất là mong các bạn thông cảm. Ở cái điều khiển này nó sẽ có cái thêm một cái loa nữa, thì đấy là cái chức năng chống trộm các bạn. Còn ở cái phiên bản tiêu chuẩn nó không có đâu, nó chỉ có phím tìm xe này không thôi. Đấy là cách phân biệt đơn giản nhất. Thì giờ thì chúng ta sẽ vào cái cách hướng dẫn để thay đổi cái độ nhạy của chống trộm nhé các bạn nhé. Tức là khi các bạn ấn phím khóa xe xong rồi, các bạn bấm phím mà tìm xe và cái phím cái loa chung nhau này, xe là sẽ kêu lên một tiếng đấy, và có ai đó động vào xe hoặc dắt xe của mình thì nó sẽ kêu lên như này. Đó, thì cái này nó có cái độ nhạy, ví dụ như tác động nhẹ mạnh hay tác động nhẹ thì nó sẽ kêu lâu và nhanh khác nhau. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn điều chỉnh đúng. Để điều chỉnh cái độ nhạy của chống trộm thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta vẫn phải mở khóa bằng cách là ấn và giữ vào biểu tượng phím chìa khóa cho cái đèn ở trên truyền hình màu xanh. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, chúng ta sẽ ấn nút đè một lần để cho nó nhận ổ khóa. Đấy, các bạn thấy kêu lên chưa? Rồi sau khi ấn nút đè xong, các bạn sẽ ấn và giữ nút đè khoảng 4 giây. Các bạn sẽ để ý cái đèn chìa khóa trên màn hình nó sẽ nhấp nháy. Sau khi nó nhấp nháy, các bạn sẽ bấm thêm một lần nữa. Rồi ở bước này chúng ta sẽ nhập lệnh như sau. Các bạn để ý trên cái điều khiển này nó sẽ có cái phím hình cái loa và phím cái xe chung nhau. Chúng ta sẽ nhập lệnh bằng cách bấm 4 lần vào phím biểu tượng hình cái loa này và bấm 1 lần vào phím đè. Chúng ta sẽ lặp lại bước này 3 lần. Mình sẽ làm mỗi cho các bạn. 1 2 3 4 1 lần. 1 2 3 4 2 lần. 1 2 3 4 3 lần đã xong. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ nhạy bằng cách là bấm vào cái phím cái loa này và cái xe chung nhau. Đó, nó sẽ kêu lên báo hiệu cho chúng ta là các cái độ nhạy. Đó. Độ nhạy tùy thuộc vào cái tiếng kêu đấy, tiếng kêu một lần là độ nhạy thấp. 2 lần là độ nhạy trung bình. Và 3 lần là độ nhạy cao, mình đã để được độ nhạy cao. Sau khi mà các bạn để xong cái chế độ nhạy cao, các bạn có thể đợi 10 giây cho cái khóa này nó nhấp nháy, cái biểu tượng khóa nó nhấp nháy là nó sẽ lưu cái độ nhạy đấy. Hoặc các bạn có thể ấn và giữ vào nút đè khoảng 2 giây, nó sẽ lưu cái độ nhạy mà các bạn vừa cài đặt. Thế là xong rồi. Giờ chúng ta thử nhé. Mình sẽ tắt khóa đi. Đấy. Rồi kích hoạt lên. Đấy, nó báo động xong rồi chúng ta. Các bạn thì để ý. Đó, mình động nhẹ một cái nó đã kêu lên rồi. Rất là dễ thôi đúng không các bạn? Chúc các bạn thao tác thành công nhé. Và có bất kỳ câu hỏi gì các bạn hãy để ở phần bình luận phía dưới, mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn ạ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.